Đang làm gì đấy? Dạy hộp. Hộp làm gì? Đang làm gì? May chim. Quá, đội quân nhí hỗ trợ. Bác nhìn các con nhà bố Thao đang phục vụ bố để phục vụ kênh chim cú gáy hay nhá. Đấy, chuyên nghiệp không? Thằng thứ nhất là gấp vào, đấy. Thằng thứ hai là dán vào, đấy. Yên. À bên. Đấy. Thằng thứ ba này. Thằng thứ ba là xếp gọn vào này, đấy. Thằng thứ tư là khoét cái lỗ để làm cửa để cho chim vào này. Đấy. Liên tục. Đấy. Một sấp này chỉ được 3 ngày là hết thôi. Đấy. Tối tranh thủ làm một loạt. Đấy. Kênh chim cú gáy hay các bác nha. Ơi. À, không quay à, không quay gọi ngay mà quay à. Ghê thật. Ôi giời. Sếp đẹp thế nhỉ. Sếp cẩn thận nó đổ hết đến nơi rồi. Đấy. Mai là phiếu đây. Đấy. Phiếu thì gửi chim đi. Phiếu. Gửi chim phiếu đà điểu. Đấy. Bàn làm việc của đồng chí Thao chim cú gáy đấy, sổ sách ghi nhật ký bán hàng rất là nhiều luôn. Phiếu gửi phiếu gửi chuột này, phiếu gửi chim rất nhiều, phiếu phiếu gửi đà điểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.